người quen rất quen. Họ hỏi con, bây có phải là con của bà ba xuống đó? Con lấy phép thưa dạ mà ngơ ngác đôi mắt ngô, chắc để về nhà hỏi ma sẽ biết thôi. Những lần nấu ăn con không biết làm thế nào để thịt cá bớt mùi hôi, không biết làm sao để cái bánh chuối hấp ngọt béo thơm ngon đúng mùi xưa cũ, làm một kỳ mực dừa cho bao nhiêu đường thì đủ. Chắc phải về nhà hỏi ma, ma chỉ cho. Có khi mấy tuần liền nhóc trai không dứt cơn ho, còn bé gái sao cứ hay mọc đèn nhiều trên lưới. Con có chiều đầy hơi mà bao tử đang có nên ăn bưởi, mà bác sĩ gia đình phải hỏi ma mới yên tâm. Có tình yêu nào đẹp được đến trăm năm, sao giờ chồng con chưa đầy 10 năm mà dỗ dông nhiều quá. Cô phải với đàn bà chịu đựng hy sinh mới bình yên, chồng con mới là tất cả. Mai mốt con về mà chi dài con nghe. Má ơi, da con bây giờ thì chín vết rễ tre, mùa chưa đe đã kéo trùng và bùn. Con làm sao để không ít có vàng son, không lo sợ ngày hoa tàn hoa rụng. Để con về hỏi ma, tại sao vì thiên chức đàn bà, người phụ nữ heo tàn mà người đàn ông chẳng mấy thương. Con đến hàng trăm lần, con hụt khẩn dưa nhưng yêu thương, giá yêu nâng niu kiếm tìm. Mơ gặp trong mơ mà chẳng mấy khi gặp đường, để con về hỏi ma đường về quê đôi mới thanh thang. Mà sao lòng con trơn trượt, mà đâu còn trên đời mà hỏi ma, ma đâu. Ma đâu còn trên đời mà hỏi ma, ma đâu. Ma đâu còn trên đời.